mua tài khoản Liên Quân Mobile uy tín, giá rẻ tại shopmobileviet.vn. Na 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 na, hello, chào bạn được cùng bài. Xuất hiện thêm một tiểu quỷ vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu. Cái tên thì cũng chưa biết là cái gì nhưng mà nhìn loại hình này các bạn thấy rất là dễ thương rồi. Mình sẽ để camera gần để các bạn thấy rõ hơn nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy đây là con gì? Con rồng. Con rồng hay là con gì đây? Mình nghĩ là một con rồng con. Ok, bộ kỹ năng của vị tướng này như thế nào và tên như nào thì mình cũng chưa rõ. Anh em chúng ta cùng tìm hiểu luôn nha. Rồi, bắt đầu từ đoàn đánh thưởng xem nội tại có gì không. Wow, cái nội tại thì mình cũng chưa hiểu đâu. Bởi vì các bạn thấy này, chiêu thức là chưa có biệt hóa. Nhưng mà nếu để bản tiếng đài thì có chữ tiếng đài rồi. Tức là tiếng đài mình không hiểu gì. Vậy thì nội tại bỏ qua nha các bạn ơi. Chiêu 1 này, một chiêu định hướng. Ném trúng mục tiêu thì có một cái con cái mặt hình xanh xanh. Đây là con tiểu quái nó màu đỏ ấy. Ném mục tiêu thì làm choáng này anh em ơi. Ném chiêu 1 làm choáng mục tiêu. Và ném khá là xa, gây sát thương phép. Đồng thời là khi ném trúng chiêu 1 và có cái biểu tượng hình con chim màu xanh thì các đòn đánh tường được cộng thêm rất nhiều sát thương phép các bạn ơi. Đấy, kinh phết. Đây là một chất tướng theo kiểu là tướng đỡ đòn, khống chế cho team. Thấy chiêu 1 rất là hay rồi. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm chiêu thứ 2 nhá. Kích hoạt chiêu thứ 2 lên. Oh my god. Cái gì vậy? Đây là cái chiêu là sư tử mồm to quạng anh em ơi. Chiêu mồm to luôn. Bây giờ mình sẽ thử lại nha. Đó, gây sát thương phép xung quanh. Khi con này mà lướt được mục tiêu vào trong ý, thì nó gây sát thương phép xung quanh và cái bụng nó rất là to. Đây là một vị tướng theo mình nghĩ có thể trôn rất là hay với anh em này. Ui, hụt rồi. Ok, hụt luôn. Wow. Ok anh em ơi, phải những cái con quái to là phải hút thật lâu thì mới ngoạm được nha. Đấy, tất nhiên là đồ ăn to chúng ta phải nhai được kỹ thì mới luốt được rồi. Ok, quá là dị phải không anh em ơi. Thế này thì Grack trôn thì gọi bằng cụ luôn với vị tướng mới này. Trôn siêu tốn. Cái nước thế này mang chạy đi này, kéo ra khỏi tầm là bị chạy quay trở lại này. Đấy, phá gọi là siêu dị luôn. Nếu mà tập bật tốc hành lên thì không biết là chạy đến phương nào luôn. Rồi ok, đó các bạn thấy chưa, thế này thì thôi rồi. Phá kinh khủng luôn. Chiêu thứ hai, các bạn chú ý nha, khi đứng hút thì gây sát thương phép này. Hút mục tiêu xong, khi cái trạng thái bụng to cũng gây sát thương phép xung quanh này. Rất là hay. Bộ kỹ năng của vị tướng không biết tên này. Một con rồng con, một con rồng màu đỏ mà giống như một tiểu quỷ. cái chiêu 1 là nó ngậm vào mồm, nó ném ra nhé các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm chiêu cuối nha. Bởi vì không biết kỹ năng nên phải dùng thật kỹ để anh em thấy rõ bộ kỹ năng như thế nào. Xoay chiêu này. Bây giờ mình dùng chiêu cuối nha. Thả ra. Ui. Oh my god, cầu bóng lăn. Không điều chỉnh được các bạn ơi, không điều chỉnh được. Ui. Đập vào tường này ra. Gắt rồi nha. Một chiêu cuối rất là dị. Hồi chiêu cũng khá lâu nhưng mà đây là một cái chiêu mà chúng ta có thể lăn bóng khắp map. Khá là vui. Và không ngoạm được tướng địch. Chắc chỉ có lẽ là ngoạm được đồng minh này, tướng đồng đội này. Ngoạm được hút được là những vị tướng đồng minh thôi anh em ơi. Quái rừng bùa, không biết có hút được con rồng không nhở. Thử phát. to quá không sơi được các bạn ơi. Quá to và không thể sơi được. Mình sẽ ra thử con rơi quỷ xem có ngoạm được không. Cũng không hút được anh em ơi.
Thích nhất là cái chiêu cuối của vị tướng này. Nói chung bộ kỹ năng của vị tướng này rất là hay, rất là dị. Đó. Đấy, bay trúng tướng địch này là thôi rồi, choáng luôn. Khá đáng tiếc là cái chiêu này hình như là không xoay chiêu được các bạn ơi. Ở trong lúc lăn là chúng ta không điều khiển được. Ở bay càng xa thì cái hồi chiêu lại càng lâu hơn, bay càng gần thì hồi chiêu lại nhanh hơn. Thế mới hay. Oh my god, các bạn thấy là ở cái chiêu cuối này nó có thể đập đi đập lại tường rất là hay, như kiểu chúng ta đập bóng ấy. Đó. Ui. Các bạn thấy dị không? Ui. Nếu mà các bạn mà chọn được cái góc mà nó lại đi lại lại thì lại rất là tốn trong giao tranh này. Ok, như vậy video clip mình đến đây hết rồi. Một vị tướng với cái bộ chiêu thức vô cùng đặc sắc. Hy vọng mang đến những giây phút chơi game thoải mái hơn đối với anh em trải nghiệm game trên mobile.
mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Quanh quanh có đồng đội xinh tự tin chiến thắng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.